Chính phủ Nhật Bản tánh ông Lâm Phùn lươn tướng trường hài khổng na khải bè mức nọ, khẩn sòng văn tìm yên, giáo xếp xí phải hạ tỷ USD vì sòng văn bài sắp hạ, cánh hạ văn tỷ yên giáo xàm xếp hốc tỷ USD vì sòng văn bài giảm xếp. Phải chấp năm Lâm Phùn vào nửa, Nhật Bản có tủng mua cáo ảng phương tàng trường của mương khải bè tênh phén đến mức lùm. Đây là gian hàng quảng bá các sản phẩm. Y là hỏng bài trường cáo ảng vương tàng trường hai khổng na khổng Nhật Bản, khai ót nặng hội trợ cam kín nháng xưa khổng Canada, nặng Toronto. Y là ngon nừng khổng luông chóng hay khổng chính phủ Nhật Bản, phải búc búa khai trường hai khổng na cánh tổ rú cuộc nằm về mức nọ. Mà nặng hỏng bài trường Nhật Bản, có lưng níu chưa đầy luông chốt hạp khổng kế hang. Nặng nỉ có đầy kín chim vương tàng trường buồn giòn khổng mức nỉ. Thật tuyệt. Có lẽ một ngày nào đó tôi có thể đem đến cho khách hàng của mình những trải nghiệm được nếm thử. Khỏi hên mưa đào khỏi có chiếc búa mát số khẽ hang hà chảo. Các đầu bếp của Nhật Bản còn hướng dẫn khách tham quan. Cuồng hội chợ bưng côn dệt cam kình khổng Nhật Bản nhanh chỉ bó hở khẽ luông chế biến cam kình. Nhanh ỉ lò là việc cáo ảng cam kình Nhật Bản đầy ghé ót nàng thành phố New York, làng chơ Mỹ vang xỉa bưng chế độ sự khổng hoa đối các bưng tảng trường cam kình. Cánh xếp giảm tỉnh ứng, khổng xứ sở nỉ. Nà Việt nỉ đẩy bộ nông nghiệp, lâm nghiệp cánh tổ rú của năm Nhật Bản khai ó, nếu chưa luôn chôm hạp khổng vương doanh nghiệp, cam kình khổng mương Mỹ. Đồ ăn siêu ngon, tôi nghĩ mọi người sẽ có cái chương kình chép lại, khỏi co ngắm lại côn chim mặc muôn các chương kình khổng Nhật Bản. Hồng Kông, Trung Quốc vốn là vùng lãnh thổ Hồng Kông, Trung Quốc, lò, nà Việt, đẩy sự khẩu ma bưng tàng chương kình khổng Nhật Bản. Riêng bị cài phồng nì có sự khẩu ma lẩu, cánh chết xếp triệu đô lươn hạt xếp vấn hỏi về sở hữu bị cón. Miền Tây Nhật Bản đã tổ chức sự kiện quảng bá cho các sản phẩm của mình tại một nhà hàng nổi tiếng ở Hồng Kông. Tôi hy vọng sau sự kiện này, khỏi tin chưa lăng bóng viên nỉ lại tàng lẩu sake khổng Nhật Bản chiếc đẩy cáo ảng hoạt khẽ Hồng Kông. Vậy búc buôn là việc khải ốc bảy mức nọ, chính phủ Nhật Bản còn lừa sao bếp tàng trường hang khải bảy mức nọ, tăng sóng tánh ốc bưng mú phụ trách mà bè bước nhóm lúc bùn không chính phủ Nhật Bản là cài bước bóng Việt nỉ búc bua việc cạt kiên khải trường bảy mức nọ.